Có tội nghiệp quá cho miếng nước này vậy. Thôi anh còn chút xíu nè, em không chờ. Anh còn miếng nước nè, hiểu không? Em về tiếp theo là chả bún riêu nha. Thì như thịt bò, sờ vào thì như thịt chó, khu riêng kèm theo hành ngò là thịt chó.